Xin chào quý vị và các bạn đã đến với lịch thi đấu bóng đá gần nhất của Lành FC và Huỳnh Như tại giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha Liga BPI. Quý vị và các bạn nhớ lại đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Sau trận ra mắt chỉ được tung vào sân từ phút thứ 88 và có khoảng gần 10 phút tính cả phút bù giờ ở trận thắng 1-0 trước câu lạc bộ Vanalet ở vòng 1 Liga BPI. Tiền đạo Huỳnh Như đã được thi đấu tới gần 35 phút ở lần thứ hai ra sân cho Lành FC. Đó là trận đấu được diễn ra cách đây không lâu khi Lành FC làm khách trên sân vận động của Famalicão. Trận đấu nằm trong khuôn khổ League Cup, Cúp Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Xoay quanh 33 phút chính thức chơi cho Lành FC ở trận đấu này, Huỳnh Như đã trung phong và thể hiện sự song sáo, tích cực. Huỳnh Như có được một pha dứt điểm ở phút thứ 61 nhưng không thành công. Ngoài ra thì chân sút Quê Trà Vinh có thêm một số pha hãm thành và tích cực phối hợp với đồng đội nhưng không thể thay đổi được cục diện trận đấu này. Sự xuất hiện của Huỳnh Như giúp cho lối chơi của Lành FC khởi sắc hơn nhưng không thể tránh khỏi một thất bại do một cách biệt quá lớn ở trước đó. Kết quả chung cuộc thì Lành FC đã thua Famalicão với tỷ số 1-3. Thầy và trò huấn luyện viên Daniel Pachenko sẽ chuẩn bị cho trận gặp câu lạc bộ Benfica vào ngày 2 tháng 10 tại vòng 3 giải vô địch quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Cụ thể hơn thì vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương, tại kênh Kanal 11 sẽ phát trực tiếp trận đấu này. Quý vị và các bạn nhớ là hãy chú ý theo dõi. Người hâm mộ trong nước hy vọng Huỳnh Như sẽ tiếp tục ra sân ở Liga BPI ở vòng 3 này sau khi ngồi dự bị trong chiến thắng 4-2 của Lành FC trước Torrensi tại vòng 2. Ở trận đấu tới đây với câu lạc bộ Benfica, đây là đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Liga BPI hiện tại với 6 điểm qua 2 trận toàn thắng. Họ ghi được 10 bàn thắng và chưa để thủng lưới bất cứ bàn thua nào. Benfica đang thể hiện một bộ mặt out trình so với những đối thủ trong nước. Đội bóng này thường xuyên có những trận thắng đậm trước các đối thủ mà họ đang gặp. Lành FC của Huỳnh Như cũng đã từng nhiều lần là nạn nhân của đội bóng bá đạo này. Chắc chắn khi gặp Benfica thì một điểm cũng đã quá thành công rồi đối với Huỳnh Như và các đồng đội. Một trận thua tối thiểu cũng không quá mất mặt đối với Daniel Pachenko và các học trò của ông. Còn về phần của mình, Huỳnh Như nhiều khả năng vẫn được huấn luyện viên Daniel Pachenko để trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định, khả năng cực kỳ cao cựu ngôi sao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tung vào sân sau phút thứ 60 là rất là cao. Bởi trận đấu gần đây nhất trước câu lạc bộ Famalicão, nếu may mắn hơn, Huỳnh Như đã có cho mình một bàn thắng ở trận đấu với đối thủ cực kỳ mạnh này. Sau tất cả, việc được gặp một đội bóng đẳng cấp chênh lệch quá cao như là Benfica là một câu chuyện buồn của Lành FC. Nhưng đối với riêng bản thân của Huỳnh Như, đây chắc chắn sẽ là một cơ hội vàng để học hỏi, nâng tầm bản thân và nếu như được huấn luyện viên trọng dụng. Tất nhiên, những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc đối đầu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel cập nhật bóng đá. Nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!